Thank you.
chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món khoai lang mè chiên nhé. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng 1 cân khoai lang Nhật, 20g mè đen, 20g bột sư tử hay còn gọi là bột kem trứng, 20g đường, 100g đậu xanh. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọt bỏ phần khoai lang này nhé, xong rồi bắt đầu mình thái miếng nhỏ. Mình đem nhấp chín. Sau khi hấp chín thì bắt đầu mình đem ra để tán nhuyễn. Các bạn có thể dùng cái dĩa hoặc cái chày để dã cho nó nhuyễn ra nhé. Đậu xanh thì mình đem ngâm nước ấm trong 30 phút cho nở này. Sau đấy mình tiến hành rửa sạch và để ráo. Mình sẽ hấp chín cái phần đậu xanh này nhé. Sau khi đậu xanh đã chín thì mình bỏ ra bát và tiến hành dầm nhuyễn thôi nhé. Các bạn có thể dùng chày để tán nhuyễn nó ra. Bây giờ mình sẽ trộn chung với phần đậu xanh này vào phần khoai nhé. Mình cho thêm 20g bột sư tử hay gọi là bột kem trứng, 20g đường, 20g mè đen. Ở đây thì mình có sử dụng thêm 30g mật ong nhé, để cho nó tạo cái độ kết dính giữa các hỗn hợp lại với nhau. Sau khi mà đã nhào mịn rồi thì bắt đầu mình tiến hành viên tròn nhé. Mình viên thành từng viên nhỏ nhỏ như cái viên kén này này. Mình cứ viên lần lượt cho tới khi hết bột nhé.
Sau khi chiên xong thì mình lăn qua một lớp bột ngô và phủ ở ngoài nhé. Mình thả phần bánh khoai lang vào chảo dầu đang sôi này. Chiên ở lửa vừa nhé, cho tới khi cái mặt bánh nó vàng. Khi mà bánh mà nó đã xuống màu ấy, nó bắt đầu vào sụn như thế này rồi thì bắt đầu mình vớt ra nhé. Bánh thì có lớp vỏ ngoài rất là thơm và bắt mắt, bên trong thì có vị khoai rất là mềm dẻo, vị béo ngậy của đậu xanh này và vị ngọt ngọt của mật ong, thơm của mùi mè và của cái bột kem trứng mà mình đã cho vào nhé. Món này là món khoái khẩu không chỉ được người lớn yêu thích mà còn khá nhiều trẻ em cũng yêu thích nữa. Hy vọng qua công thức mà mình vừa chia sẻ thì các bạn có thể làm thành công cái món này nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món khá là hot hiện nay, đó là món ngan cháy tỏi. Để làm được món này thì bây giờ mình cần có cái tỏi nhá, bắt đầu mình cắt lát cái miếng tỏi ra này. Các bạn có thể dùng tỏi tàu, như tỏi lát to này thái dễ được, hoặc là cái tỏi thơm nhất là cái tỏi ta ấy. Thịt ngan thì ở đây mình sử dụng một con nhá, mình chặt nhỏ ra, chặt khúc vừa ăn ấy. Bây giờ mình ướp 10g tỏi băm này, 5g gừng băm, tiêu 1/2 thìa cà phê, ngũ vị hương 1/2 thìa canh, rượu trắng 1 thìa canh, 5g ớt băm và 1/3 thìa đường nhá, 1/2 thìa hạt nêm, 1 thìa nước tương, dầu hào 1 thìa canh. Các bạn ướp trong khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng nhé. Hoặc là nếu mà có thời gian thì các bạn có thể ướp vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng rồi lại thì cái thịt nó ngấm gia vị hơn và lúc chiên nó thơm hơn rất là nhiều ấy. Tỏi mình đem đi chiên vàng nhé. Các bạn lưu ý là để cho cái tỏi này là hơi vàng thôi, sau đầu các bạn vớt ra nhé. Nếu mà để nó vàng quá ở chảo, khi mà vớt ra tỏi vẫn còn giữ cái độ nóng thì nó sẽ bị xém thêm một chút, ăn nó khá là đắng. Sau khi cái dầu mà mình đã chiên tỏi rồi thì bắt đầu mình đổ ngan vào để chiên nhé. Các bạn lưu ý là để ở cái lửa to nhất mà các bạn chiên. Tùy cái mức độ mà các bạn có thể ăn cái thịt ngan khô cứng hay là khô mềm ấy. Ở đây thì mình chiên vừa đủ thôi, mình chiên cho tới khi là thịt nó khô nhưng mà nó không quá là cứng ấy, nó khô mềm thì bắt đầu mình vớt ra. Tiếp đến là mình pha cái nước chấm của ngan cháy tỏi nhá. Ở đây mình sử dụng 1 thìa canh đường, 2 thìa nước lọc đun sôi để nguội nhá. 2 thìa nước mắm này, 1 thìa tương ớt này. Các bạn trộn đều lên nhé. Một quả chanh các bạn vắt lấy nước cốt nhé.
và khoảng tầm 1 thìa tỏi ớt băm. Các bạn khuấy đều lên. Đây thành phẩm của mình đây, sau khi mà mình chiên xong thì Nga đến bắt đầu mình trải cái phần tỏi chiên mình đã chiên lúc nãy vào nhé. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn món tôm viên khoai tây chiên giòn nhé. Ở đây mình sử dụng 500g khoai tây, mình sẽ tiến hành hấp chín phần khoai tây này. Ở đây mình sử dụng 300g tôm sú, mình sẽ tiến hành bóc vỏ nó ra và giữ lại cái phần đuôi. Sau khi tôm lột bỏ vỏ thì mình sẽ tiến hành rửa sạch. Sau khi nước đã sôi, bắt đầu mình tiến hành thả tôm vào nhé. Thả tôm vào và trấn qua trong vòng 30 giây thôi. Sau khi khoai tây đã chín thì mình sẽ tiến hành tán nhuyễn khoai tây ra. Mình cho vào đây 1/2 thìa hạt nêm, 1/4 thìa tiêu, 50g bột năng, 20g bột sư tử. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn đều với nhau nhé. Sau đấy thì mình sẽ tiến hành bọc lại cái phần tôm và để lộ cái phần đuôi của tôm ra ngoài. Bây giờ mình sẽ tiến hành lăn cái phần tôm viên này qua cái lớp bột mì. Tiếp theo đấy là lớp trứng. Và cuối cùng là lớp bột chân xù bao phủ ở ngoài. Sau khi dầu sôi, mình sẽ tiến hành thả cái phần tôm viên khoai tây vào và chiên vàng đều lên. Khi thấy cái phần tôm viên khoai tây đã ngả vàng thì bắt đầu mình tiến hành vớt ra và để ráo dầu. Thành phẩm của mình đấy các bạn nhé. Nhìn cái món tôm viên khoai tây trông hấp dẫn đúng không các bạn? Cái phần khoai tây bao phủ phần tôm kết hợp lại với nhau ấy, khi ăn thì nó khá là lạ vị. Khoai tây thì mềm, thơm và thịt tôm ngọt và dai. Hy vọng qua sự chia sẻ của mình thì các bạn có thể có thêm được một món ăn để nấu cho gia đình trong những ngày cuối tuần này.